vỏ xe mà giá 1-2 lỗ là nó là chuyện bình thường. Hả? Hôm nay Vinh sẽ cho anh em coi một cái vỏ xe mà bây giờ có thể giá được tới mười mấy lỗ, anh em tin không? Đây chính là trường hợp của cái xe này. Nói chung là nhiều lỗ quá, kiểu xe bất ngờ phải thay một cái vỏ mới luôn. Thì cụ thể cái tình trạng của vỏ xe này á, là anh khách cũng đã đi lâu năm rồi, nó đã có những cái dấu hiệu mòn nè, nứt vỡ. Nhưng ngoài những cái tình trạng đó ra thì vỏ xe này nó còn bị xì lỗ mọt. Bây giờ cứ xay bánh một cái thì anh em có thể nhìn giúp Vinh nè, những cái vị trí nào mà đánh dấu bút xó tròn như vậy là những cái nơi nó bị xì lỗ mọt, nó bị ăn đinh, nó đã giá qua rồi. Anh em cùng đếm với Vinh nha, 1 nè 2 nè 3 nè 4 nè 5 nè 6 nè 7. Rồi cái lỗ này còn nguyên cái đinh luôn nè. Rồi hoành xuống này là 8 nè. Trời ơi, quá trời luôn. Một cái vỏ như thế này thì Vinh xin hỏi anh em là giờ giá sao nữa giờ. Nội cái dấu bút xó trên này thôi mà nó đã 8 dấu bút xó rồi. Rồi chủ xe kêu là nó còn bị xì lỗ mọt ở nhiều chi tiết nữa. Hồi sáng này là chủ xe đã có ghé vô 1-2 chỗ để giá vỏ rồi, nhưng mà người ta kêu là xì lỗ mọt nhiều quá, cho nên ảnh quyết định là thôi bơm tạm lên, chạy qua bên mình để thay một cái vỏ mới. Thì qua cái câu chuyện này Vinh cũng muốn chia sẻ cho anh em, đó là một cái đặc điểm hay nữa của cái vỏ không ruột này. Ví dụ như anh em gặp những cái tình trạng như là cán đinh hay là bị xì lỗ mọt gì đó, mặc dù đúng là nó sẽ không còn giữ hơi tốt, nhưng mà bên trong vỏ xe vẫn còn hơi để mình có thể chạy đến những cái vị điểm để chúng ta có thể thay vỏ hay là chỉnh sửa gì đó trên cái xe của mình. Lợi thế của vỏ không ruột là nó nằm ở chỗ như vậy. Nếu như mà vỏ có ruột thì cán đinh hay bị gì đó một cái là nó sẽ xì ngay lập tức. Còn đối với lại những cái vỏ này nó vẫn còn giữ hơi được để chúng ta có thể chạy thêm một cái đoạn nữa để tìm một cái nơi nào đó mà chúng ta xử lý những cái tình trạng này. Thôi thì với một cái vỏ mà nó đã quá nhiều tình trạng như vậy thì anh khách quyết định thay một cái vỏ mới. Và đây chính là vỏ xe mà anh khách lựa chọn cho cái lần thay vỏ này. Thì đây là cái vỏ mà vừa mới tháo ra của cái xe đó. Thì anh thợ đang bơm bánh cho cái vỏ mới. Sơ lược về cái vỏ đó nè, cho anh em coi nè. Nhìn ở bên trong này mình mới thấy được cái vỏ này đã giá rất là nhiều lỗ luôn. Là 1 nè, rồi đây nè, 2, 3, 4 nè. Đó là thậm chí là còn luôn cái chui của cái phần đinh ở bên trong của cái lỗ đinh lúc nãy mà Vinh cho anh em coi nè. Trời ơi, giá quá trời lỗ luôn. Đó, thì ở cái vỏ cũ á là ảnh đi trong cái khoảng là mùa mưa, cho nên ảnh muốn một cái vỏ xe nó phải thoát nước tốt hơn đó, để cho nó không có bị trơn trượt. Thì ảnh đã lựa chọn cái dòng vỏ Pirelli Cutter. Còn khi mà ảnh thấy mà mùa mưa đã bắt đầu giảm rồi, không còn mưa nhiều nữa, ảnh muốn một cái vỏ nó phải bám đường tốt hơn nữa, thì ảnh đã chuyển qua sử dụng là cái dòng vỏ Michelin MotoGP. Đây là một cái kiểu dáng gai mà nó sẽ áp dụng nhiều cái công nghệ của trường đua để chúng ta đi lại phổ thông hàng ngày. Nói chung thì các bạn, chúng ta sẽ có hai cái tiêu chí để các bạn lựa chọn. Nếu như mà các bạn muốn cân bằng giữa những cái chỉ số từ cái độ bám đường nè, cái sự mà thoát nước tốt của vỏ xe, rồi cái độ bền cao, sử dụng lâu, thì chúng ta có thể lựa chọn những cái dòng vỏ như thế này. Còn nếu như anh em muốn cái độ bám đường của nó nhiều hơn nữa, bám đường dữ dội hơn nữa, thì có thể lựa chọn những cái mẫu gai này. Thì tất nhiên khi mà vỏ xe mà cực kỳ bám đường, siêu bám đường luôn á, thì cái độ mòn nó sẽ nhanh hơn so với lại những cái mẫu vỏ khác. Thì đó là những cái cân nhắc mà Vinh muốn chia sẻ để chúng ta lựa chọn cái vỏ xe cho nó phù hợp với lại nhu cầu sử dụng của mình. Nói chung về cái vỏ này á, độ bám đường của nó thì vô cùng tuyệt vời luôn. Kiểu dáng gai thì đẹp nè, vô xe nhìn nó sẽ rất là thể thao, nó giống như những cái vỏ của xe đua vậy mọi người. Rồi, đối với lại cái size mà dành cho Vario 150 á là 180/14 thì giá của nó sẽ là 724k. Thay vỏ bên mình thì sẽ tính thêm 30k tiền công nữa nha cả nhà. Rồi, giờ mời anh thợ gáp vô giúp em. Như Vinh đã nói, tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng, tùy thuộc vào kinh tế mà anh em có, mà bên mình sẽ có những cái dòng vỏ để tư vấn phù hợp với cho anh em. Từ những cái thương hiệu như là Maxxis nè,
hay là lên nữa thì chúng ta sẽ có Dunlop nè, Michelin nè, với nhiều kiểu dáng gai khác nhau để cho anh em lựa chọn, để chúng ta phù hợp với lại đi mưa nè, đi thành phố nè, đi đường trường nè, vỏ siêu bám đường cũng có, vỏ độ bền cao cũng có, vỏ chống ăn đinh tốt hơn bên mình cũng có. Thì anh em đang kiếm một cái loại vỏ như thế nào dành cho xe của mình, comment bên dưới nha. Bên mình khi mà thay vỏ cho anh em, tất nhiên cũng sẽ được tặng kèm thêm 4 bước chăm sóc xe miễn phí nữa, trong đó sẽ bao gồm vệ sinh kính hậu, mặt đồng hồ, tăng thắng, tăng côn và bơm bánh xe. Bởi vì sếp mình chia sẻ là không quan trọng hóa đơn của anh em là bao nhiêu tiền, quan trọng là phục vụ của anh em cảm thấy hài lòng và anh em thường xuyên quay trở lại ủng hộ sếp hai bánh là bên mình đã cảm thấy vui rồi. Xin chào, hẹn gặp lại anh em.